Các nhà tranh đấu nhân quyền hàng đầu ở Nga không gặp Tổng thống Barack Obama. Kính thưa quý vị, tin từ St. Petersburg. Các nhà tranh đấu nhân quyền tên tuổi ở Nga, trong đó có ông Lev Ponomaryov của Tổ chức Nhân quyền, bà Svetlana Ganushkina của nhóm Trợ giúp Dân sự, bà Ludmila Alexeyevna của nhóm Moscow Helsinki đã hủy bỏ việc hẹn gặp Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Obama đã mời các nhà tranh đấu nhân quyền Nga gặp ông ta bên lề của hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Lev Ponomaryov nói rằng ông ta muốn đi Petersburg, đã mua vé, nhưng ông ta đã phải trả vé vì nghe tin thời khóa biểu gặp ngày 5 dời qua ngày 6. Ông ta đang có nhiều chương trình khác, không thể bỏ xa để đi gặp Tổng thống Barack Obama. Đây không phải là sự từ chối, mà vì ông ta không thể đi. Cuộc họp giữa Tổng thống Obama và các nhà tranh đấu nhân quyền Nga thể hiện việc Hoa Kỳ phản đối tình trạng nhân quyền ở Nga, đàn áp những người bất đồng chính kiến, vi phạm quyền đồng tính và giới hạn hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.